cô cuối cùng cũng là cái câu mà câu hỏi thú vị nhất ạ. Con xin đọc cho mọi người nghe. Có một người hỏi vị thiền sư, Phật là gì? Ngài đáp, cục cước khô. Là sao ạ? Bây giờ Lan Chi hỏi hỏi thầy câu đó đi. Hỏi câu Phật là gì đi. Dạ thưa thầy, Phật là gì? Rồi, bây giờ con trai này, giờ con hỏi thầy Phật là gì đi. Hỏi đi. Phật là đấng giác ngộ mình. Yes. Với cái người nào đó họ biết Phật rồi, ở trong tâm họ, thì mình nói Phật là cái này nè. Có nghĩa là khi cái tâm mình ở đây và bây giờ, thì cái thứ mình thấy, cái thứ mình nghe mà mình không phản ứng với cái thấy nghe, cái đối tượng đó, thì cái thấy nghe đơn thuần là cái thấy nghe, là cái đó là Phật. Bởi vì Phật cũng có cái thấy nghe mà không phản ứng. À, thì mình cũng có cái thấy nghe mà không phản ứng, thì cái đó của Phật không tăng, cái đó chúng sanh không giảm, thì cái đó chính là Phật. À, người đã có trình độ nào đó thì vị thiền sư mới trả lời. Bởi vì sao? À, ngài đang đứng, ngài đang câu chuyện này là của ngài Văn Môn vào thế kỷ khoảng 12 ở Trung Quốc. Có một người học thiền tới hỏi Phật là gì, bạch hòa thượng. Cái ngài nhìn ra ngoài sân, ngài thấy một đống phân này nó cục cứ khô. Cục cứ khô thế nhưng không có que cái khô vậy, cho nên dịch một cách gọi là để cho nó tránh từ đi đó. Nhưng mà ngài thấy sao là ngài nói vậy, chứ ngài mới phán xét cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào dơ, cái nào sạch. Ta đang thấy và ta không có phản ứng với cái thấy, và ta không có suy nghĩ gì với cái thấy đó hết, cho nên ta thấy gì ta nói đó là cục cứ khô. Phật tức là cái thấy mà không phản ứng của ta đấy. Biết không? À, còn bây giờ cái câu đó, bởi vì sao? Người đó có khả năng thấu hiểu được cái điều đó. Còn nếu mà có người mà không có căn cơ đó, nó Phật cũng bất khô, chắc ông thầy này chết, phỉ báng Phật. Ô, làm cho tâm người đó khởi cái tâm bất thiện với mình và với tâm bảo. Cho nên bây giờ ví dụ như em trai nhỏ này mà không biết Phật là gì, thì thầy phải nói là Phật là đấng giác ngộ mình, ở đâu? Ở Ấn Độ. Ta có cái lịch sử như vậy, con người như vậy để mà mường tượng ra cho được. Mường tượng là tưởng, nhưng mà cái tưởng là cái tưởng về sự thật. Đã. Bởi vì sao? Nếu như mà thầy nói Phật là đấng giác ngộ mình thì ở đâu? Ở Ấn Độ. Thì em nói muốn tìm Phật nó qua đâu? Qua Ấn Độ. Em qua Ấn Độ gặp ông Phật, hỏi Phật là gì, cái ông Phật nói sao? Hả? Ông Phật ông sẽ nói lại giống như ông thiền sư kia. Phải không nè? Cho nên mình chỉ người ta vòng thông tỷ luôn Phật ở trong lòng họ với sáu. Phải không? Cho nên đó là lý do vì sao mà đang uống trà mà hỏi Phật là gì, cái mình nói ồ mát quá. Đấy. Hay là đắng quá. Tức là lúc nào cái tâm mình cũng ở đây và bây giờ. Tâm có bậc thánh là tâm ở hiện tại. Khi họ cần quá khứ của họ quay cái rốt vô trong định và họ dọt về hàng ngàn năm trước. Họ lấy câu chuyện ra họ kể, bản sanh bản sự là chỉ có Thế Tôn kể đó. Nhưng mà đâu có ở nó đâu, về đây. Là mà khi muốn cần thiết cái dọt cái tâm về tương lai thấy sự thật. Nên nhưng mà xong rồi về lại.